Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Vậy là đã kết thúc cái sự kiện đấu giá Yamazenta ở server của mình rồi Và mình đã lấy được hạng 1 với 7.000 điểm này Với hạng 1 này thì mình sẽ có được đó là một cái khung của nó này một s 4 sao với cả 240 mảnh Lần này anh top 1 anh ấy không lấy hạng 1 Anh ấy chỉ lấy hạng 2 5.000 điểm thôi à Đây, đây là quà của Yamazenta à, hạng 1 Đó là một cái khung Mình đã bổ sung thêm được một cái khung vào bộ sưu tập của mình Thế là xong Tính ra là mình cũng rất được rất là nhiều khung rồi đấy Đây là khung mới này Nhưng mà mình đi, đi theo hướng đó là cái cute Với cả dễ thương Do đó mình hay thích sử dụng cái khung của Mew Origin thôi Nói chung là lấy thêm được một cái khung là để sưu tập là chính ra Magenta này Ngủ ngon này Đúng kiểu chú cún có khác Tính cách của nó này. Trừ tốc độ này. Thôi kiểu này là phải lấy thêm một con mới thôi. Trừ tốc này thì bỏ này. Mà sao hai con giống nhau thế? À, cộng công vật lý trừ thủ vật lý này. Một cái cộng quân. Toàn tính cách cùi cả. Nhưng mà tốt nhất là không nên trừ tốc. Thế nên là thôi mình lấy cộng công vật lý vậy. Và con nào sẽ là cái con mình sẽ sử dụng trong đợt này. Cộng công vật lý trừ thủ vật lý đây như nhau chốt là lấy con này xong và bây giờ một cái vấn đề rất là nan giải đó chính là mình sẽ phải reset đó là một trong những s cộng này của mình đang có để có thể nâng lên được con zamazenta uh, thì thành phần trong đó thì chắc là mình nghĩ là con Gigade rồi. Mặc dù là bây giờ nếu mà mình muốn bỏ nhất chắc là con Mega Rayquaza rồi, nhưng mà đi theo hướng đó là lực chiến cao với cả nhìn nó đẹp đẹp nên mình chưa nỡ có thể reset nó lại. Chắc là sắp tới đêm khi ra Mega Mewtwo thì mình sẽ reset nó sau. Còn đây chính là con Gigade của mình, 881.000 lực chiến và mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho nó đó là cái bình tím này rồi. Bình tím này thì chắc là sẽ hợp với cả con Zamazenta bởi vì nó không có khả năng hồi hồi máu do đó táo cũng không có gọi là như là không có tác dụng gì cả thì rất tiếc bây giờ là mình phải reset da thôi zigade của mình đã chính thức về không rồi này rất là buồn cứ khi có một s cộng mới thì mình sẽ phải reset s cộng cũ đi để có thể nâng lên được ok vậy là mình đã nâng xong da rồi này nhưng cảm tưởng là bị nâng xong là yếu hơn so với cả zigade về cái chỉ số lực chiến bởi vì là Zigade mình reset đồ nó lại xong là lúc đó nó đang tầm 800 à, bao nhiêu nghìn lực chiến cơ 881 thì phải thì bây giờ cái số đồ đó để nâng cho ra magenta thì ra magenta chỉ lên được có 802 nghìn lực chiến thôi chip này rune này tất cả thì mình đã cho vào hết đây rồi này thay từ con Zigade sang đầu tiên là mình sẽ test với cả cái team mà con Necroma 11 sao này mình sẽ chỉ sử dụng mỗi con đó là con ra magenta này thôi mục đích là để xem là một mình nó có thể chống chịu được uh, những đòn tấn công của địch như uh, sẽ như thế nào thay vì đó là cả team. rất tiếc nó đã chết rồi đó là cái tỷ lệ đỡ nó quá thấp này còn nếu trong trường hợp bây giờ nếu mà mình uh, để trên Celebi chẳng hạn thì ra uh, Magenta này nó sẽ có trở như là um, là kháng tử thì nó sẽ được hồi lại máu không? Trong khi nó gọi là không nhận hiệu ứng hồi máu này. Thì như các bạn thấy đó là cái tỷ lệ đỡ của nó, phải nó rất là thấp. Hay là không biết là mới bắt đầu ra thì nó có lỗi gì không. Thì mình nghĩ khả năng là da Magenta lúc bắt đầu mới lấy như này vẫn đang gặp rất là nhiều lỗi này. Với chỉ số tỷ lệ đỡ của mình... Ra Magenta đó 80% tỷ lệ đỡ này Chưa kể là trong trận đấu nữa Nó sẽ tăng thêm rất là nhiều Tuy nhiên là ở trong cái trận đấu vừa rồi Thì chẳng thấy kích hoạt tỷ lệ đỡ gì cả Thì chắc là vài, vài ngày nữa Sau khi được fix một số lỗi Thì Ra Magenta nó sẽ tốt hơn được Giống như ở server Test Để đội hình như thế này và test với đội hình kia tiếp Bây giờ xem Ra Magenta ở trong đội hình Thì nó sẽ như thế nào nó chỉ có khả năng đó là tạo ra được cái khiên dẫn dữ của nó cho chính nó với cả một đồng đội hàng sau này. Ngoài ra nó cũng sẽ búp thêm tỷ lệ đỡ dành cho những đồng đội bên cạnh của nó nữa. Đây, bây giờ thì mình còn thấy kích hoạt đỡ này. Mình cho Celebi vào để tăng thêm cái sinh tồn. Nó có khả năng đỡ hộ đồng đội này. Rất là ổn áp. Tuy nhiên là nó không có khả năng hồi phục máu thôi Nhưng mà khiên nó tạo ra liên tục Và bây giờ nó đã có thêm một cái lá kháng tử của Celebi rồi Cứ mỗi khi kích hoạt được tỉa đỡ hay là mất máu Thì nó sẽ tạo được cái khiên giận dữ của nó Tuy nhiên là đang có khiên Nhưng mà địch đánh vào như xuyên khiên hay sao ấy Chặn triệu 2 này Hiện tại thì Zamagenta thì chưa mất cái khiên của nó Bây giờ các bạn để ý là có, nó có 3 phần rồi. Đầu là máu này, thứ hai là nộ, thứ ba đó chính là cái um, uh, máu khiên. Thêm một cái vạch màu xanh ở dưới nữa để phân biệt. Thì để cho các bạn nhìn rõ đó là máu của da Magenta hiện tăng có từng nào. Thì mình đang để chế độ nhân 3 thì thấy nó hơi bị nhanh. Thì để chậm chậm như này còn nhìn rõ hơn. xong Shiny Mega Tidata mình đã tử trận rồi này tiến vào trạng thái kháng tử quá sớm và sau hai lượt bắt đầu nó bị chết nhưng mà vẫn còn những đối thủ rất là tốt ở hàng trên ví dụ như là Mew Origin chẳng hạn xong đòn vừa rồi bay sứ mất hai con rồi cảm giác này nó đỡ vẫn rất là tốt đấy nhưng mà có cái gì đó cảm tưởng như là nó đã làm cho tim của mình yếu đi hơn so với buổi chiều vẫn còn hai con rất là chắc chắn ở hàng trên này Tuy nhìn chung là một S cộng mới 4 sao nhưng mà cái mà nó thể hiện ở trong trận đấu trụ được như thế này cũng rất là tốt rồi vừa rồi nó bị uh, nhận một cái sát thương trí tử rồi bắt đầu hồi lại phun máu nhờ cái CDB này vừa rồi và nó cũng khả năng đỡ của nó cũng có thể đỡ được đòn bạo kích này mà cảm tưởng là 80% tỷ đỡ của nó hầu như là chẳng thấy kích hoạt mấy luôn. Bây giờ mới ra đòn tuyệt kỹ này. vừa đỡ được này và là tạo thêm được khiên này nhưng mà cũng rất dễ bị hùng, hùng chế này nói chung là nó vẫn phải đi với team giác đấu Mazda hay là về sau Mega Mewtwo X chẳng hạn thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ thì team mình theo kiểu này vẫn đang có hai con trụ rất chắc hàng trên đó là con Mew Origin này Zamazenta 4 sao Đứng trụ từ nãy đến giờ mà cảm tưởng cái trận này chẳng thắng được nổi luôn ấy, tại vì không còn có sát thương nào nơi ra nữa. Thì trận này thôi, mình tạm thời bỏ qua để đến với trận khác. Thì có vẻ không ổn cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ thử test đó là bỏ cái Shiny Mega Tyranitar của mình ra để cho một mình con Zamazenta này đứng hàng phòng thủ hàng trên thôi quên mất là chưa bỏ con Mii Origin ra nữa. Năm Pokemon sắc đẹp với da magenta này, về sau da hệ tiên này chắc là cũng là thuộc dạng sắc đẹp thôi. Thế nên là lúc đó mình sẽ có team mà 6 hệ 6 Pokemon sắc đẹp rồi này. Chưa gì ra magenta bay lên trời rồi. 4 triệu rưỡi. chung lên được một con Necroma 11 sao đáng thật Một buổi chiều thì để cái team kia thì thắng rất là ngon Bây giờ thì cho ra vào Chắc là nó vẫn đang còn lỗi Cho nên là team mình cứ cảm tưởng là nó yếu yếu hơn Thế nào ấy Vẫn được tạo khiên tiếp này Nếu các bạn đi cùng với cả con Masadao Thì ra nó sẽ được búp thêm 35% tỷ lệ đỡ nữa thì những bạn bạn nào mà không thấy hướng tim sắc đẹp này hay là tim tiên đất đá này hay là chưa có thủ tốt này thì ra magenta này 4 sao mình thấy sử dụng vẫn quá là ổn luôn bên cạnh nó có có số 1 tức nghĩa là cái khiên của nó được cộng dồn đến 5 lần bây giờ là mất đi một cái khiên rồi này và vừa tạo thêm khiên mới nói chung là những đòn sát thương thực này hay là những đòn đánh xuyên này thì ra nó sẽ bị yếu hơn tuy nhiên là những đòn mà tấn công trực tiếp vào nó ấy, thì thì những đòn đó nó đỡ được thì lúc đó là tim nó thì cái khả năng phòng thủ nó sẽ cao hơn bởi tạo được khiên ba con mây hoặc này Còn những đòn sát thương thực thì chưa thấy nó đỡ được Thế nên là nó chưa tạo khiên được Thì nó sẽ dễ chết nhanh hơn thì sau quả này đã phải đấu thử cái team cho tiền đất đá vào với và ra magenta xem nó có ổn hơn không 31 triệu này Còn vừa rồi nguy hiểm thật Mãi bây giờ mới được tuyệt kỹ Và bắt đầu nó tạo khiên cho toàn bộ đồng đội của bạn Và nó sẽ cũng kêu gọi hai đồng đội có sức tấn công cao nhất lên tấn công địch này Đang đặt hiệu ứng con mắt giận dữ lên uh, Raymond Gaudon Mới cả một con ở hàng sau, Mega Ray. Cho đó địch cũng chỉ tấn công vào đúng con Yamazenta uh, thôi. Nếu mà đặt được vào chúng con Necroma thì tốt hơn. Và bây giờ thì Yamazenta nó trắng máu rồi. Mà còn một máu, tuy nhiên đang có khiên thì nó sẽ không bị chết. Nó sẽ giữ lại một máu, để khi nào hết khiên thì nó mới chết hẳn. 95 triệu. Nó mất đi hai cái phần khiên rồi, bây giờ còn ba thôi. Và cứ khi nó đỡ được thì nó khiên nó tăng thêm tiếp. phản đam này, sát thương thực này là những cái mà Zamazenta sợ này. Thì với 4 sao như các bạn thấy đây, một S cộng mới có thể chống chịu được đến như thế, cảm thấy nó rất là tốt rồi. Nếu bây giờ mà xét về S cộng 4 sao mà phòng thủ thì Zamazenta đang xếp thứ nhất rồi tuy là bây giờ bên mình chẳng hơi có cái lượng sát thương nào có thể đánh lên địch được nhưng mà bên mình đã có thêm một con có thể phòng thủ chắc chắn xong bị cá cắn chết sau trận này thua rồi mình sẽ quay trở lại với cái tim tiền đất đá xem như thế nào em mình sẽ thử cái tim như thế này tiền đất đá luôn kết hợp với giá magenta thì vẫn có cảm giác là chúng ta sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa để dám phát hành fix một số lỗi của nó để cho nó có thể tốt hơn. Chứ còn bây giờ thì ngoài việc tăng thôi thì chưa thấy có cái hiệu quả gì nhiều cho lắm. Nhưng mà với cái lực tạo khiên mới cả giúp cho đồng đội bên cạnh của mình tăng thêm tỉ lệ đỡ thì coi như là sẽ giảm đi sát thương rất là nhiều rồi. Nó giúp cho bên mình có thể phòng thủ chắc chắn hơn. Tuy nhiên là có thêm nó bây giờ thì chưa hiểu sao là bên mình hay bị thua, còn trong khi buổi chiều mình test thì bỏ nó ra thì bên mình lại thắng với team kia rất là dễ dàng bây giờ đang hiệu ứng bão cát rồi có thêm hiệu ứng bão cát thì chắc là team mình nó sẽ chắc hơn mất tích con Zamazenta của mình rồi, mấy tròn chỗ bay đi đâu rồi? Thì bây giờ cho thêm một con vào nữa thôi Đó là ra con uh, Brayman để kích bão cát ấy. Thì team mình nó có cái thêm cái khả năng tấn công nó sẽ tốt hơn Nó khác biệt hơn với lúc trước rồi Chắc là do con da Magenta nó bay đi mất mà bên mình nó mạnh hơn thật Còn lúc cứ khi nó ở lại thì cảm thấy team mình yếu mà không, không phải. Bây giờ thì mình cũng bị đai mất một con rồi. Sai Mega Gardevoir rồi nhưng mà bên kia thì Raymond Kio cũng tử trận rồi, tường quá chắc thêm cả con Necroma bắn thì rõ đau, cũng sai, đi Mega Tia bay nốt rồi, trận này chắc lại thua rồi, ơ ờ, thắng này liệu có phải team mình cho ra magenta vào mà cảm thấy yếu đi không thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái team mà không có ra magenta để đấu lại với cái team này ở thời điểm hiện tại như thế này khác với buổi chiều thì nó sẽ tốt hơn không nếu mà như vậy thì chắc là ra magenta mình sẽ tạm thời để lại sang một team 2 của mình còn đâu vẫn chơi tiên đất đá Mình đang chơi bão cát này Đất đá rất là nhiều này Nói chung là Shiny Mega Tiraita nó hỗ trợ cái tường đá Cho Pokemon mình rất là tốt luôn Khi các bạn chơi theo kiểu mà có bão cát Đến ba cái tường đá tạo ra luôn Giảm sát thương rất là nhiều Chung với mình Raudon mà đi cùng với Mega TNC Với cả Shiny Mega Tiraita nó sẽ khác hẳn với bên kia 3 triệu 2, 2 này 9 triệu 6 này Mega Ray này Nhưng mà bị phản sát thương Chết luôn của con uh, Raymond Kyo rồi Bên kia thì Cảm tưởng như là Bên mình nó mạnh hơn rất là nhiều luôn đấy Sau khi bỏ đi một con Đó là con uh, ra Thì bên mình lại quay trở lại giống như buổi chiều Đó là mình chiến thắng cái team này dễ dàng hơn Chưa biết tại sao Nên tạm thời chúng ta cứ để ra Magenta ở 4 sao đã Và Sắp tới thì mình sẽ mượn uh, account của một người chơi lên ra 8 sao để review nó Nhưng mà chắc phải đợi chờ fix lỗi thôi Chứ ra nó mình cảm tưởng nó rất là tốt Tuy nhiên là hầu như S cộng nào với bây giờ bản tiếng chung vừa ra mắt Là nó sẽ có rất là nhiều lỗi Và đến đến tầm thứ 5 bắt đầu fix dần dần Thì mới ok được Thì như các bạn thấy đây Cái team của mình bây giờ nó trở lại mạnh hơn Thì team kia rất là nhiều Chỉ khi thay một con thôi Lo con ra ra Và Sonya lại quay trở lại team chẳng hạn Và bên kia cảm thấy yếu thế hơn bên mình rất là nhiều luôn. Mega TNC mình vừa bị chết này. Nhưng mà... Xong. Một đòn vừa rồi bay xử cả đôi. Xong trận này mình thắng rồi đấy. Thì như các bạn thấy đó là Yamazenta... Nếu mà khả năng phòng thủ một mình của nó như vậy... Thì mình thấy nó tốt này. Nhưng mà nhiều cái cảm tưởng như là nó vẫn có cái gì đó nó lạ lạ ấy. cứ bị yếu yếu kiểu gì ấy. thế nên nó đang rất là thắc mắc về vấn đề này 80% tỷ tỷ đỡ mà chẳng kích hoạt được bay 40% rồi này nếu theo mình nghĩ vậy chứ thực ra Zamazenta rất là mạnh nếu, nếu mà chỉ với 4 sao thế nên là chúng ta sẽ cùng đợi xem tiếp